chị nói được, chị nói chị Phan đi, chị Phan, chị Phan, chị nào có kêu chị nói, chị nói, chị là bơ chờ cùng mấy phơ mấy dữ lắm chị Phan. Thì trong thời gian vừa qua thì anh em Hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin một anh trai rất lớn tuổi hiện nay ở quê miền Tây đang sinh sống ở Biên Hòa về đây cầu cứu cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương là đang bị một cô gái hiện nay đang ở bên nước ngoài còn là lừa đảo số tiền rất nhiều. Thì anh em Hiệp sĩ Bình Dương là đăng lên thì hiện nay thì cũng có một số các mạnh thường quân đã trao một số tiền cho anh Hải để anh Hải trao trực tiếp cho chú. Bây giờ là mời anh Hải trao. Rồi bây giờ tôi trao cho anh là cảm ơn chị Loan, chị Dừa bên Pháp gửi cho 2 triệu. Chị cảm ơn chị bên Pháp vì hoàn cảnh em bây giờ nó lừa đảo em hết trơn tiền, em đi xin hàng đi hàng ngày ở Vũ Lâm ở Biên Hòa, bây giờ chị đi ai cũng đều biết hết, anh em nào cũng đều thấy. Cảm ơn chị Loan, cảm ơn chị Loan. Rồi, cảm ơn Mạnh Quân. Cảm ơn chị Loan. Bây giờ tiếp tục với cuộc trò chuyện thì thời gian vừa qua thì cái câu chuyện hiện nay thì chưa biết là ai đúng ai sai, nhưng mà một chú hiện nay quên quán là tại miền Tây, đang sinh sống tại Biên Hòa. Tại sao sinh sống ở Biên Hòa thì cái câu chuyện chú chia sẻ là bị một người phụ nữ lừa đảo chú là số tiền rất nhiều để cho chú đi nước ngoài, nhưng mà anh em Hiệp sĩ Bình Dương đăng thông tin lên thì bây giờ nhận được một cái nguồn tin của một chị gái hiện nay đang sinh sống tại nước ngoài lên tiếng sự thật. Rồi câu chuyện như nào, kính mời cô chú các bạn theo dõi hồi nhé. Trước đó, tôi cũng nói thật, hồi trước tôi có làm thầy mà trong khi công an huyện anh điện về huyện Châu Thành coi đã không cho tôi làm trong vòng một năm đó, nó mới ra nó kêu tôi đi thầy tốn 55 triệu để lấy nợ nần gì của nó đó, trong khi đó là không được, người ta nói có đức chứ định lừa đảo người ta mới làm được. Trong khi đó nó lúc nó gặp tôi nó mới bài vẽ tôi là đi làm cái giấy kết hôn mà chậm bảnh nó vẫn còn chồng, làm giấy kết hôn để nó đưa tôi đi nước ngoài, nó làm 3 lần không được, tới nó về bên Biên Hòa không, nó mới mượn giấy của chị nó, mượn giấy của anh nó, mượn giấy của anh nó làm tờ giấy xong xuôi 2 đợt tốn 30 mấy triệu không được đó. Trong khi đó tôi dở dang tôi đi xin tiền, tôi xin đồ ăn, trong khi nó bảnh nó vui tư nó mua tôi 250 bộ đồ kem phấn này nọ, nó đem về bảnh nó bán lại 3 đợt, mày nhớ kỹ 3 đợt, mày về mày không có được bạc, mày mới đem cho tao một cái nồi cơm điện với một cây vàng, cây vàng đó không biết là của mày ai làm, mày mua tiểu mua thiếu gì bảnh. Trong khi đó tao mày kêu tao về nuôi bà già mày đi, mượn cho mày mượn tiền cho con cháu mày đi rồi mày hả lo cho tao đi, nhưng trong khi con cháu mày đi tao nuôi 6 miệng ăn, mày để tao nói em đang đi làm mà dụ em về 3 lần nào quá giờ chụp hình gửi tiền ra là nói có miếng đất ở trên tây ninh bán 10 mấy tỷ, nào quá là chụp hình ra đây về chụp hình tiền gửi qua cho em, nào là chụp hình đó đi coi nhà gửi. Rồi mời xin phép chị gái ơi. Rồi chị gái cho em xin phép thế này, chị có thể chị nói chuyện chị cao là chứ em không thấy, em thấy mỗi mái nhà mà em cũng không quay phim chị đâu nhá, mình cứ nói chuyện bây giờ một cái mình cứ nói chuyện cứ ổng nói chuyện đó là còn có sự thật không, chị ổng nói chuyện không, nhưng mà chị em hiểu rồi, nhưng mà chị cứ nói chuyện bình thường, em với chị nói chuyện đối thoại bình thường, chị cứ cho cao cái hình lên chứ em không thấy mặt chị luôn. Bây giờ chú bình tĩnh đi, chú bình tĩnh nha, bởi vì nó chú cứ bình tĩnh để cho chị nói chuyện đã nha chị. Anh như vậy nói yêu cầu là ổng bây giờ thích, ổng nói về chuyện bình thường không nói lại ổng. Bây giờ em yêu cầu là ổng cho em mượn tiền thế nào là anh kêu ổng đưa bằng chứng cho báo được. Chứ còn nói chuyện bình thường bình không nói lại ổng. Bây giờ này những gì ổng đưa tiền em, ổng không có đưa tiền. Bây giờ thế này nhá. Ổng chỉ đưa tiền em là 100 triệu ở nhà em thắng thôi à. Bây giờ thế này chị. Còn ở những nơi khác mà ổng không có đưa tiền em. Rồi bây giờ chị này cho em hỏi nha, chị hiện nay là đang bên sống ở bên Đài Loan đúng không? Bên Hàn Quốc đúng không? Rồi bây giờ cho em hỏi này, cái câu chuyện ấy chị biết anh này ở lý do gì, biết ở đâu, mình gặp nhau ở đâu mà biết? Em kể anh nghe là hồi đó em làm ăn em bị người ta giật nợ, em làm ăn em bị người ta giật nợ giật gần 1 tỷ luôn anh. Ừ. Cái đầu cái em lên trên mạng em coi em chạy em mới biết là ổng tiền nợ cho ổng, rồi ổng nói là ổng hứa với em là làm được lấy được cho em. Ông nói nha, nhưng mà với điều kiện trước khi mà với điều kiện nói là lãnh ông đi qua bên này á, là với điều kiện là ông phải đòi nợ cho em được, em phải lãnh ông đi đó. Trước khi đó ông nói là khi nào anh đòi tiền được cho em á là em phải là phải lãnh anh qua, chứ vì cái từ gì cái tình nghĩa, ví dụ cái tình nghĩa là anh giúp em chỉ giúp anh lại, cái đó liền gì cái tình nghĩa. Mà anh thấy không, ổng là ổng mới giúp anh lần mấy được, anh biết mấy năm trời mà mà ổng nợ em nào
rồi xong rồi cái ông mấy tí mấy mấy dụ mà ông mấy dụ mà kiểu ông mấy tiền rồi ra ông nhà rồi ra dụ em chắc kiểu đi để em làm giấy đặt không đi. Ông nói ông nào ông nói ông cắt tay là ông nhiều lắm. À, trên Tây Ninh nó bán miếng đất mười mấy tỷ mà anh biết không, hồi đó em quen với cái anh tài xế mà không thi hợp đồng xe đi quay lại á, cái anh tài xế nó kêu em bét rồi ông nói ông này ông nó mới láo dữ lắm mà không có đắt đai gì bán đâu, ông thì cũng đắt kể người ta đó. À, chị đừng có tin đó, mà ông dạng như ổng nói là ổng có miếng đất để kéo thời gian ra. Rồi chị cho em hỏi thế này, vậy là trong thời gian chị bắt đầu quen mấy cái chú bên này đúng không, là chị quen trên phương diện là mình quen trên mạng đúng không? Dạ dạ, dạ là cái chú bên này chú có đăng trên mạng là chú có nói là thầy bói hay gì phải không? Dạ quen trên mạng nó là thầy bói thầy ngải mà. Ờ thầy bói thầy ngải, và chị nói là chị mất một số tiền, là chị mất nhiều tiền không? Dạ, một người giật 600, một người 200. Rồi, chị, cho em hỏi này, chị bị giật là giật ở Việt Nam mình hay giật bên nước ngoài? Giật ở bên nước ngoài. Giật bên nước ngoài, xong rồi chị nhờ cái chú này để chú làm thầy bói, để chú tìm cách để lấy giúp chị đúng không? Dạ, ông là thầy ngải. Ừ, thầy ngải, coi là mình làm bùa, làm ngải gì đó, gọi là mê phép gì đó, mới ví dụ như vậy nha. Để mình nhờ chú này là lấy dùng tiền. Nếu lấy được thì chị sẽ hứa là cho chú đi nước ngoài đúng không? Rồi, nhưng mà chị cho em hỏi thế này, chị có biết là chú này chú không biết chữ không? Không ạ. Chú này chú ơi, hoàn toàn chú không biết chữ. Không biết chữ thì làm sao mà chị nghe được không? Nghe. Ừ, không biết chữ làm sao mà đi nước ngoài được, mà không biết chữ làm sao mà làm giấy tờ mà làm thầy được. Thì bởi vì em mới nói ổng cái miệng bọn nó kiểu đó. Rồi xong, rồi xong cho em hỏi này, xong nhưng mà rồi cho em hỏi là cái vấn đề lý nước ngoài em chưa tính nha, bây giờ thế này, thế tại sao mà ai là người mà giới thiệu hoặc ai là người kêu chuyển tiền mà chú đi vay mượn tiền ngoài quê để đưa cho chị mấy trăm triệu là lý do gì, chị có thể chia sẻ được không? Em không có mượn mấy trăm triệu, anh ổng bây giờ anh hỏi ai, bây giờ anh hỏi ổng bằng chứng đưa tiền cho em đâu. Bằng chứng là ổng đưa tiền cho em mượn là ai nhận, anh hỏi ổng được em. Bằng chứng là ổng đưa tiền cho em mượn là ai nhận. Nhưng mà bây giờ nếu nhưng mà bây giờ là chú này chú nói là giấy tờ chú không ghi nhưng mà có người làm chứng, thì bây giờ chị nghĩ làm sao? Người làm chứng ở đâu? Người làm chứng có chụp hình hay có quay phim hay có cái gì đâu mới làm chứng được chứ. Đó. Người bằng chứng mà làm việc làm sao làm được. Ừ, vậy là rồi vấn đề đấy. Ờ, vấn đề đấy, em nói chuyện tiếp với chị thế này, vậy là trong thời gian đó thì chị là được chú này giới thiệu là chú làm thầy mà chú để tìm hiểu cho giúp lấy cho tiền cho chị để chị đi nước ngoài. Nhưng mà cho em hỏi này, thế chị cho em hỏi này, thế còn những cái số tiền mà chính bản thân chú này chú nuôi 6 miệng ăn là cả mẹ chị với lại gia đình nhà chị là như thế nào, chị có thể chia sẻ không? Em nói anh nghe, cái đó là em không yêu cầu. Em không có yêu cầu ổng. Cái ở bà ổng ổng tự động lên ổng tiền ổng cũng cho hết trơn. Ổng nói nè, ổng lên á ổng giống như là ổng một cái đại gia vậy á. Tiền ổng 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 xài ổng tiền tiền như là một đại gia, anh biết không? Cũng như là ổng lấy tiền nhà ổng nhá mình, cũng như là để cho rồi như là mình chị ăn tiền lắm nó đi không? Rồi chị cho mà này, vậy là chị về Việt Nam là gặp chú này mấy lần rồi? Ổng về ổng dụ em về ba lần. Ba lần thế mình đã gặp mình đã từng gặp nhau ân ái trong khách sạn mấy lần rồi chị? Trời trời, anh biết không, ổng khốn nặng lắm anh. Về lần đi chơi lần ở khách sạn lần tối bận mấy bộ được. Ổng khốn nạn á, ổng quên về ba lần. Là mình vào khách sạn để tâm sự hay vào khách sạn để làm chuyện gì nữa không? Anh nghĩ ổng khốn nạn ổng lắm. Ổng nghĩ thì về em là ổng thì bây giờ em nghĩ là em dục nhà bản thân em. Em nghĩ là em dục nhà bản thân em. Em từ ở bên đây về thằng sống bên đây mà em tỉnh thôi mà em đã bị ổng dụ như thế. Em cảm thấy em dục nhà bản thân em. Tổn thức quá trời à. Bây giờ chị cho em hỏi thế này. Chị có nghĩ rằng mình là một người đã từng sinh sống nước ngoài mà để một người không biết chữ mà ở một cái vùng quê, em không có coi thường ai hết, nhưng mà để một cái người không biết chữ mà ở một cái vùng quê rất xa mà dụ được chị thì em thấy nó có gì đó sai sai, chị có thấy điều đó không? Anh biết không, anh biết không, ổng đóng một cái màn kịch rất là kém luôn. Nói chuyện đâu đó là một người rất là tham hiểu, nói chuyện đâu là một người rất là rồi, nói chuyện đâu là một người rất là ấy, ông nói chuyện ông đóng một màn kịch rất là rồi. Bây giờ
Bây giờ em nhờ chị ngưng một xíu nha chị, nắng tai chị nghe. Bởi vì em sẽ cho hai người trò chuyện thực tế trên video này, bởi vì rất nhiều người không phải, ổng nói chuyện không có đâu mà sự thật. Bây giờ em nói nghe, bây giờ ổng muốn nói, ổng muốn lấy em gì đại, phải yêu cầu ổng phải chứ. Rồi. Anh nghe ổng nói chuyện rồi, không có nào mà làm thật sự. Rồi, bây giờ em hiểu cái điều đó rồi thì tất nhiên rồi, nhưng mà bây giờ chị chậm. Bây giờ là anh hậu, bây giờ để anh nghe em, anh cho em lắm. Bây giờ anh nói, ổng nói em là ổng, em nghe ổng nói là đi vào rồi đi. Bán bảo lên tết trận gãy gì nuôi gia đình em à. Anh hỏi bằng chứng đâu, giấy tờ đâu, không có giấy tờ, em giám sát không có giấy tờ, có bằng chứng. Rồi tiền đâu tôi ai? Tiền nó về tôi ai? Cái số tiền bắt máu là về tôi ai nhận? Ai nhận số tiền đó? Mà là phải khi tôi qua kêu gia đình em đó chính là cái số tiền còn bắt máu ai nhận? Bây giờ thế này, những cái giấy tờ... Chị nói chuyện xong chưa? Thật sự ra em không có kêu họ làm cái gì hết. Em không có yêu cầu bọn thằng. Tự động không làm. Em không yêu cầu gì hết. Tiền ai đuôi ai cho ai em không yêu cầu không? Mà thậm chí em cũng không kêu ông về nhà em ở, mà để ông đặt điều ông nhà em kêu em lâu em đi lên nhà lo cho nhà đình em. Tự nhiên ông đóng, ông không thích. Đang ở dưới quê ông đóng tịch, nhưng gia đình ông không thích. Nghe dù ông đóng tịch, nơi đó là ông cũng thuốc sâu quá. Ông về tình nhập viện, tình mê chắc bệnh viện á. Rồi là đặt kiểu tụng lưng lá chứ, xong đầu đi. Kêu nó nấn thì luôn, nó không phải là dữ lắm rồi. Tự nhiên không ở được dưới quê nữa. Rồi, ok chị, bây giờ này. Rồi. Em xin phép chị có thể chị ngưng một xíu nha. Tiếp tục chị em mình nói chuyện sau, chị chờ chú này chú ấy chia sẻ làm sao nhá. Bởi vì em muốn nghe lắng tai nghe và muốn cho cô chú anh chị đang theo dõi đội hiệp sĩ của Đại Bình Dương làm cái công việc này đúng hay sai, và em không muốn bênh cái gì đó, cái sự sai trái nhá. Bây giờ em yêu cầu anh, ổng muốn nói cái gì em hay là muốn gì đó, yêu cầu ổng trình bày cái chứng cứ. Rồi ok chị chờ em xíu. Rồi ok. Rồi. Rồi ok chị chờ. Rồi. Bây giờ mời chú có thể chú giới thiệu chú tên gì? Tôi là tên Đoàn Văn Léo. Đoàn Văn Léo ha. Dạ. Rồi chú nguyên quán ở đâu? Ở Hậu Giang. Hậu Giang, chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 55 tuổi. 55 tuổi nhìn rất còn sung sức. Rồi, hiện nay chú đang sinh sống tại đâu? Ở Biên Hòa. Biên Hòa Đồng Nai đúng không? Dạ. Rồi chú có thể chia sẻ rõ tại sao hôm nay chú về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ thông tin lần thứ hai? Là nó mới, tôi không có nói cái vụ lấy nợ nần cái gì hết. Nó mới nói, mới đầu tiên mở ra cái cuộc, nó mới nói là đi nước ngoài. Tôi mới nói thôi, là chú, từ chú ngưng. Bây giờ mình gặp nhau ở đâu và tại sao biết nhau? Ở trên Hậu Giang, trên điện thoại. Nhưng mà gặp trên điện thoại, ai người làm quen ai trước? Nó nói chuyện em trước. Nói chuyện là sao vậy? Biết là chú, cái vụ chú mà làm thầy á. Làm thầy gọi chú đã, bây giờ con hỏi chú này, bây giờ chú đã từng làm thầy chưa? Có làm rồi mà công an mời tôi rồi. À làm rồi. Tôi đã nghỉ một năm rồi. À làm rồi nhưng công an mời. À, mình, tôi phạt mười mấy triệu. Đấy là vi phạm pháp luật. À. Bởi vì không được phép gọi là bùa mê. À, cho nên người ta nói á, dù cho tôi tội gì không biết, nhà nước đã kiểm tra là tôi người không tội, tôi làm người tốt lại. Đó. Trong khi nó kêu tôi đi thầy 55 triệu để chạy đi làm ông thầy để là cho nó người ta trả nợ nó. Trong khi đó đi gì tôi nói không được rồi mà cầm tiền người ta hoài, mày để tao nói rồi chị đó, chị trong khi đó nó chị, nói chị bây giờ đó. bây giờ này chị cứ chờ xíu đi, tí xíu là chị nói chuyện có chị cứ bình tĩnh, kêu á là bây giờ đi về Biên Hòa để làm đám cưới. Đi về Biên Hòa nó điện tôi sáng đêm tối ngày đặng mà đi làm cái đám cưới, bận quần áo tôi không biết kéo lên đó làm xong, cháu nó đi với cháu nó, trong khi tiền tôi móc ra tôi trả, trong khi đó nó về đợt thứ hai tôi đâu có kêu nó về, nó thấy thằng em tôi gửi tiền về mua nhà mua cửa nó về, mà trong khi đó tôi có làm giấy kết hôn với nó chưa mà nó nghe tôi mua nhà mà nó phải về hả, tôi đâu có làm giấy kết hôn gì nó đâu. Rồi bắt đầu trong khi đó nó mới mượn cái tờ giấy của anh ba nó. Đây là tôi còn cái đồ gửi qua cho nó là nó mượn tôi 1.000 gôn bằng 20 triệu còn cái giấy gửi đồ đây. Không? Sao nó mới lấy cái tờ giấy mà mượn anh ba nó làm, nó thấy không được rồi, nó mới kêu gửi giấy nó làm cho tôi đi. Là chính cả chị ba nó là người chứng kiến. Mấy gửi giấy nó tôi đóng 600 mấy triệu, qua bển nó tịch thâu, nó hỏi là giấy này của tôi ai, là của anh ba nó, mà hình á thì hình của tôi, tên họ là của anh ba đó. Nó làm, nó đá dòi với thằng Châu, với thằng Trung là tôi tốn 30 mấy triệu. Là một việc khác. Việc thứ hai, nó kêu tôi lo cho con cháu nó đi đi, tôi chạy nợ là mấy trăm triệu chạy của con cháu mày. Bây giờ tôi phải tốn chui, tốn nhủi. Lúc đó tôi
tôi về biên hòa chị em nó qua rước tôi là có đó chứng kiến có chị ba nó đó giấy tờ chị ba nó xác nhận làm chứng cho tôi là con nhỏ này lừa đảo tôi. Mày đi với chị ba mày gọi gần rước tao qua ở đàng hoàng kỹ tế hen, rồi mày kêu tao làm nhà cửa hen, giá nào mày cũng rước cho tao đi, tao nói một người nghe chứ còn mày lăng quá tao không nói được. Chị bây giờ này bây giờ này thì xíu nữa em hỏi chuyện chị chờ chồng xíu chị. Không không, nhưng mà mình phải bình tĩnh kể đó có người nghe chị nhá. Trong khi đó về nó kêu tôi là lo thuốc nè, nó hai người bệnh bốn người ăn, hắn lo cho con cháu nó đi chu toàn, nó giúp dụ tôi, nó không có điện đường nó chịu phải quấy tôi. Cái thứ nhất là bà già đó nè, bây giờ tôi còn đang cho gạo ăn đó. Bây giờ nếu anh không tin vô chậm hỏi thử lý do tết là chị ba nó nói gửi vừa được 700 ngàn đó. Mà trong khi đó tôi đã nói với nó nếu tiền mà không bao giờ mà nó mượn tôi, nó xin tôi. Rồi bây giờ chú mừng rồi bây giờ bây giờ này chị cho em chia sẻ với chị này nha. Bây giờ tao nói nói nữa. Bây giờ này tao chốt tao đâu có biết làm tài giấy như anh ba mày mượn tao 100 triệu 800 triệu, tao đâu biết làm tài giấy gì đâu. Chú mày kêu tao là Zalo tờ giấy, tao đâu có chuyên như mày. Vậy cháu mày mượn tao 1.000 con, thằng mày mượn của thằng Bấm 1.000 con thì tao lấy ra 1.000 con 20 triệu. Mày nhớ kỹ đi nè, mày mượn tao 1.000 con, tao lấy mày lại 1.000 con thì có gì đâu. Còn chiếc xe của anh ba mày tao vẫn mua. Rồi bây giờ này nhá chị nhá, bây giờ chị cho em hỏi thế này, vậy là cái tấm hình mà hình cưới mà chụp ấy là ai, là người kêu ai đi chụp chị? Nói chung là cái anh làm giấy á, anh nói là chồng đám cưới hay vợ cưới chụp chung. Ừ. Cái anh làm giấy là ai? Chị cho em hỏi thế này, các anh làm giấy. Chị ơi cho em hỏi thế này. Chị cho em hỏi anh làm giấy đó là cái anh đó có mối quan hệ nào, là ai là người giới thiệu? Ừ. Mày không có lãnh ai được hết trơn. Chú bình tĩnh. Tại vì em lãnh bà cháu em thì bà chị em ta này rồi. Rồi bây giờ ok, bây giờ này rồi. Bây giờ chị cho hỏi thế này, vậy là làm giấy đó là chú này chú ngỏ lời muốn làm giấy sang nước ngoài hay là chị muốn ngỏ lời, mà tại sao lại có tấm hình đó? Không có ai cùng gì hết trơn mày. Bây giờ thế này, bây giờ theo như em không có bênh ai hết, nhưng mà chị là một người biết chữ nghĩa, mà đặc biệt là hiện nay chị đang sinh sống tại nước ngoài và chị biết rành rọt về đường đi nước bước, thì tại sao mà chị lại nói là chú này chú bày ra cái kế như vậy thì để chú đi nước ngoài, mà em hoàn toàn là em thấy là cái việc này là chủ động do chị nếu đi khách sạn. Ừ, em rồi bây giờ chị cho em hỏi thế này, cái nhà đó là nhà bên ở bên Biên Hòa đó, ở phường Bửu Long đó, cái nhà đó là nhà hiện nay là nhà của chị hay là nhà của ai? Nhà của em. Nhà của chị, mà tại sao mà chú lấy tiền chú sửa, mượn vay mượn lấy tiền sửa và ở đó, và hiện nay đang
dắt về nhà, chị dắt về nhà cửa, em không kêu sửa. Không, không kêu. Không kêu tại sửa, sao mình không... Tại sao mà mình không kêu... Tại sao mà mình không kêu kêu người ta sửa mà mình không có hàm ý lợi dụng người ta? Em nói ví dụ như vậy, mình không muốn lợi dụng người ta, tại em sao? Là, em ngăn rồi, em nói với nhà em rồi, mẹ em chửi, mẹ em đâu có cho làm đâu anh. Trong kia á, em đang, cái cha cái nhà đó là em đang cho người ta mướn. Mà ổng về, ổng nói nghe, má là con lỗng nhà đó, ổng nghe, ổng rủ ổng đi khách sạn. Ổng làm đủ tiền đủ trời, đỏ cho thì con nhỏ, những cái mướn, nó dọn đi. Dọn đi là ổng mới có mấy nhộn vô được lỗng. Chứ cái nhà, đừng có con cho người ta mướn. Bây giờ em hỏi chị thế này, cái nhà là nhà quyền sở hữu của chị, nếu chị gia đình chị không đồng ý cho người ta sửa chữa mà không đồng ý cho người ta ở, tại sao người ta ở được đến bây giờ mấy năm nay rồi? Em đuổi đi không đi đó anh. Em đuổi đi không đi. Vậy cho mày có tiền tao. Mày có tiền tao mày kêu sửa nhà, thợ thầy gọi bác già mày đuổi tao, tao đi lắm, tao chết tại nhà đó chứ tao không đi. Bởi vì trong khi tiền nhà cửa mày chưa giải quyết tao, 100 triệu mày chưa giải quyết tao, tiền 250 bộ đồ mày chưa giải quyết tao, tất cả tiền đi đứng. Không, phải mày làm được, còn trong khi tao với mày làm giấy kết hôn, vợ chồng chính thức, ra đàng hoàng, tao bỏ. Con người mày đừng có ăn trời Phật, mày giấu với chính quyền, mày giấu với anh em, tới tòa án lương tâm không cho mày, không cho phép mày làm chuyện đó đâu. Rồi đám, ông già mày chết, mày kêu tao đi chùa một năm cầu nguyện cho mày, để mày hại tao, không, ba giờ tao lang thang. Tao đi chân người ta tan mày. Hả? Bình tĩnh chú. Mày không kêu. Bây giờ chú bình tĩnh nha. Mày không kêu tao không biết được. Bình tĩnh. Người nói phải có người nghe. Bình tĩnh. Tự nhiên cái tao cứ đi bỏ xe đi qua bên chùa chị. Nó nói vậy thôi. Bây giờ em hỏi chị một câu cuối cùng thôi. Chị hoặc gia đình chị có nhận tiền hoặc có vay tiền của chú không? Một tuần lễ là 2 triệu gửi, 2 triệu, 1 triệu gửi. Ổng nghe 100 triệu. Còn cái vấn đề mà ổng mua gì thì ổng mua cho ổng lo cho gia đình em, đó là em thằng đó em. Rồi, ok chị, bây giờ này. Bây giờ em hỏi chị này, nếu như mình không có một tình ý gì, đúng không? Mình không có một hàm ý thì tại sao mà mình đi nhận một số tiền của người ta để làm gì? Mới đầu ổng kêu em về đi. Rồi ổng cho em mượn tiền. Đây. Cái hình này bây giờ thì em hỏi chị cái hình này á, nếu như một người biết không biết chữ và một người biết chữ thì chắc chắn em sẽ tin cái người không biết chữ rồi, đúng không? Đây nè, thì thấy không? Đúng chưa? Kêu đi chụp nhưng mà kêu đi chụp em chắc. Kêu đi chụp. Bây giờ này nè, bây giờ em hỏi chị thế này, nếu như thực sự mình không có tình cảm, tại sao mình đi khách sạn mấy ông làm gì? Nhưng mà chị biết được thông tin ông nói dóc nói láo là từ sau khi đi khách sạn mình có quan hệ không, có làm gì không? Có anh. Có đúng không, là đi mấy lần? Ông khốn nạn anh. Không. Đi mà, tao lớp. Mày đừng tưởng tao khốn nạn, mày kêu tao đi, mày vô tắm mày còn thật tâm. Rồi từ từ, bình tĩnh. Rồi anh biết em nhìn ông mà có nói em sợ. Em nhìn ông em sợ. Sợ là tao hết tiền. Em về làm sao em ngủ với nhà mẹ em ổng ở với cái nhà. Nhưng mà làm sao chị sợ? Em sợ em gặp ổng em sợ. Mà đêm nào mà ổng xuống kêu em xuống ngủ và em ổng xuống là khác sớm lên lòng vậy đó. Vậy là chị sợ là ông ấy. Chị sợ là ông làm việc quá sức hay là sao? Hay là những lý do gì mà sợ cái gì là sao? Tại sao? Em nhìn đăng là ổng em sợ. Sợ chứ con người ổng mới dốc xuống láo. Cái con người ổng trả thì con người ổng gian. Bây giờ thế này,
bây giờ cái vấn đề sợ hay không là cái quyền của chị em cũng biết, nhưng mà bây giờ mình nhận tiền của người ta thì bây giờ mình đã nhận tiền đúng không, thì mình trả tiền người ta đi được không? Đâu, cái số tiền đó chung 100 triệu mà em đem về đọc một cây vàng. Một cây vàng có không? Em về đọc một cây vàng. Ủa không, tôi cũng nói một cây vàng đó. Ừ. Thế bây giờ con ngoại em mua chảo một cái điện thoại, rồi thằng con học cái điện thoại, hai cái điện thoại em rồi nồi cơm điện. Rồi bây giờ cho mọi vậy là cho mọi người, chị đã từng nhận một lúc một mấy trăm triệu của chú chưa? Em nhận chỉ là 100 triệu nhà mẹ em thôi, còn với những quán hãng tiền khác mấy trăm triệu là em chưa từng nhận. Tiền mày mượn tao đi với bà ngoại mày 28 triệu, 5 triệu tiền xe. Mày xuống dưới mày mua tôm mày cúng kiến đồ hả? Mày bây giờ đó cái lô của mày nợ tao không biết bao nhiêu, bây giờ chính quyền đề nghị mày gì à? Mày nói theo cái phong cách lừa đảo của mày, không? Bây giờ chính quyền tao thưa tới ủy ban xã rồi, tao thưa rồi, tao phải thưa mày, tính tao tính con mày gì à? Đi hỗ trợ bao nhiêu tiền đi shopping hả? Mà yêu cầu nhỏ tao là mày kêu tao, mày tao là mày dạy tao mượn tiền bà già mày mười mấy triệu. Ông chém anh bay đầu, ông chờ em ở là về Việt Nam, ông nói á, ông chờ ông ở cái nhà đó, ông chờ em tới ngày mẹ em chết, ông cô tới nhà mẹ em chết, tới ngày ông phải em phải về, ông chờ em, nói em bây giờ thì Việt Nam chém anh bay thầu thầu ông mua. Bây giờ này nè, bây giờ này nè, nếu không thì bây giờ mình cái số tiền của đối với một người nông dân, đặc biệt là không có chữ nghĩa mà tuổi cao sức yếu như thế này dành dụm mà vay mượn tùm lum cả. Nếu như gia đình chị mà không có nhận tiền hoặc không nhờ người ta hoặc không lên tiếng thì không có ai đi vay mượn tiền để đóng góp để đưa cho gia đình chị hoặc nuôi chị cả, hoặc sửa nhà. Bây giờ mày kêu rồi mày quên nó gì? Hồi nãy mày nói lời ngon tiếng ngọt với tao, mày điện giờ 5-3 tháng mày điện tao rớt điện thoại luôn. Tới sao mày mới thấy tao hết tiền? Mày thấy nợ nần tao quá mày mới nghĩ điện tao hả? Mà trong khi đó mày có làm giấy kết hôn với tao không? Có ra mặt chính quyền chưa? Ông nói mua nhà là mua cho tao chứ không phải mua cho mày. Em tao trả tiền gì cho tao? Mày chỉ người mê tiền, mày lừa đảo tao thôi. Sự thật là mày lừa đảo tao. Ba giờ tao không nói nhiều. Ba giờ một mày trả tiền lại cho tao. Bây giờ này, câu chuyện của chị bây giờ nếu mà muốn giải quyết cho nhanh gọn nhẹ lẹ thì chị xu xếp một ngày gần nhất chị về Việt Nam mình thì các anh em mình sẽ tìm cách để giúp chị nhá. Chứ bây giờ thực sự bây giờ câu chuyện này em không ai chuyện làm mày không có làm cái gì hết trơn á nhá. Hàng ngày chứ bây giờ chị bây giờ em nói cho anh nghe, ổng dụ em về 3 lần tổn thất của em, công ty em về mất việc luôn. Mà trong khi em làm gần đồ đủ 1 năm đi làm tiền thôi việc rồi, ổng dụ em về 3 lần mất tiền thôi việc của em này ha. Chưa tổn thất cái việc tiền con đi làm của em ha. Rồi nào là tiền vé máy bay, rồi tiền chi phí em về ha. Tổn thất ha. Tao đưa mày 2 vé máy bay. Đưa mày 2 vé máy bay thì mày lo cho con cháu mày. Ba giờ toàn là con cháu mày chứ mày là toàn lừa đảo. Ba giờ tao nói mày, tao thưa mày tới cùng, tao đi lên Zalo Facebook tới cùng. Đó, chừng nào mày chấp nhận trả số tiền tao, tao với mày giữa thương lượng thì thôi. Tao không có kêu mày. Mày nói mày 5-6 năm mày mới vừa mày thăm bà già mày một lần. Lúc đó mày nói mày không có tiền. Mày nói cái gì? Mày kêu tao ghi âm. Tao đâu có biết chữ, má tao xanh tẻ tao ra. Nếu tao biết chữ thì làm sao mày lừa đảo tao được ngày hôm nay? Tao chưa có lừa đảo, phải mày đem tiền gì cho tao thì nói tao lừa đảo. Mày cái thân của mày nước ngoài, mày kia tao còn phải cho mày 5 triệu, 3 triệu để mày xài hàng ngày. Giấy chứng minh mày làm tao còn đưa cho mày 1 triệu bạc mày đi làm giấy chứng minh. Hả? Tao không có đó, mày không kêu mày đem tiền. Thôi bây giờ này, bây giờ cái câu chuyện của chị là bây giờ em nói thật là xin phép chị nói bây giờ này, mỗi một người lắm được kiểu, chị cũng vào cái chị cũng muốn là mình nói đúng đúng không ạ, không ai nhận sai cả. Rồi bây giờ này nè, em có thể là
Bây giờ có lẽ em sẽ dừng cái cuộc trò chuyện ở đây, bởi vì cái câu chuyện này không có hồi kết, không có giải quyết được nha. Bởi vì hiện nay chúng với Tố. Bây giờ muốn nói chuyện với ổng, anh yêu cầu ổng cung cấp bằng chứng. Tao đâu có biết chữ nghĩa mà cung cấp bằng chứng. Tao nghĩ là mày thật tình với tao, mà tao nghĩ mày thật tình với anh ba mày. Anh đi qua sớm em, anh đi qua nhà em đi. Bữa nào anh đi qua nhà em thì anh em trong nhà nói chuyện cho. Phải có một ngày qua. Rồi. Rồi tao kêu chị Tư mày qua luôn. Rồi. Bây giờ này, bây giờ anh em, bây giờ em giải thích cho chị này. Anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ trực tiếp sang bên Biên Hòa, sang phường Bửu Long để gặp gia đình chị nhá, xem cái câu chuyện là như thế nào. Hiện nay thì anh em không muốn biết bênh ai cả, nhưng mà thực sự nếu như phải, nếu như cương vị em là em sẽ tin chú này, bởi vì chú là một người không biết chữ, là chân chất, là một người nông dân. Trời đúng trời không ạ? Trời đó. Không biết ai lừa ai mày. Ba giờ tao nói thiệt. Không biết mày biết mắc cỡ không nha. Anh mà cái mặt của mày á, cái mặt của mày bây giờ xà bút đông không lũng, mày không biết mắc cỡ, bây giờ cả thế giới đều biết mày hết rồi. Thôi bây giờ, thôi bây giờ này, chị thì chắc chắn là chị là người hiểu biết hơn chú nhiều. Bởi vì cái thứ nhất là mình am hiểu, mình biết chữ nghĩa. Cái vụ gì á, cái vụ mà tại vì em đến chỉ qua là em chỉ muốn là ổng vết nợ chứ. Không, nhưng mà chị nghe có vẻ thấy vô lý không? Nếu chị am hiểu, thực sự em chia sẻ thật, chị hơi buồn, chị phải chịu. À, không có một người nào mà làm thầy, làm bùa, làm ngải mà chỉ còn gọi là làm phép ở trên cung trăng, ở trên thắp mấy nén nhang thôi mà đi lấy tiền cho chị là điều vô lý. Thế nên là vì vậy ấy, đây là chị... Không. Thôi. Thôi cái đấy cái... Mày lừa đảo tao hả, 500 mấy chục triệu. Trời đất cũng đảng mạng mày. Thôi bây giờ xin chào. Ngừng tình bà mày 4 năm người chồng hả? Có ngày chúng cũng gạch mặt mày. Tao nói mày coi. Thôi bây giờ này. Thôi bây giờ. Thôi bây giờ cái... Bây giờ cái câu chuyện của chị, bây giờ câu chuyện của chị là không có hồi kết. Tao bây giờ tao không đi. Tao ở nhà đó chừng nào mày trả tiền tao mới đi. Còn không chính quyền bây giờ không thể đuổi tao. Bây giờ tao đã ra tới tòa án rồi. Bây giờ cái câu chuyện. Bây giờ tiền chưa nè, mày mượn tao 100 triệu, tiền nuôi bà già mày 6 miệng ăn, mày kêu tao tiền cho con cháu mày mượn, nó trả rồi, còn có mày là cái con ngang ngạnh. Thôi bây giờ này, thôi cuộc. Thôi, nói vậy thôi, không nói thôi, nhiều mày. Bây giờ cái cuộc nói chuyện này em xin phép được kết thúc ở đây. Bởi vì cái câu chuyện của chị là anh em hiệp sĩ Bình Dương không có thể can thiệp và không giúp chị được, và không giúp anh được nhá. Rồi. Bây giờ em yêu cầu nè, cái đít đầu anh đang lên, em đi vào anh gỡ. Không gỡ đó. Bây giờ chị cứ đi về đây anh em sẽ gỡ nhá, chị đi về đây anh em đối chứng. Được chưa? Em không có thời gian đâu. Bởi vì thực sự em không, trong câu chuyện này hiện nay là em cũng không có thời gian về đâu. Bây giờ này, bây không, chị không thể nói như vậy được. Bây giờ muốn có bằng chứng thì chị phải về đây anh em mới giúp chị được. Còn bây giờ chị ở bên nước ngoài, bây giờ anh em chưa biết là chị thế nào. Chị nói chuyện chị không đưa hẳn mặt lên, em cũng chưa nhìn thấy mặt chị là đúng hay sai. Thế chính vì lý do vậy, bây giờ chị cứ đòi bằng chứng là bây giờ nó thực sự là rất khó nhá. Cái thứ nhất, cái hai là bây giờ tao đưa toàn quốc dứt khoát không gỡ. Khi nào mày chia? Bây giờ em phải cơm áo tiền bên này nữa. Đó, em phải cơm áo tiền bên này nữa. Chị cứ đi về đây đi. Về. Em về là em còn nhá. Chưa, bây giờ này. Bây giờ thực sự bây giờ em chưa biết tin ai câu chuyện này. Thực sự là em không biết tin ai câu chuyện này. Cái câu chuyện này em thấy nó còn phức tạp. Nếu gia đình chị mà không nhận tiền, hoặc là nếu không tại sao không đuổi người ta đi từ ngày xưa mà để người ta sửa nhà, đưa tiền, đưa bạc tùm lum cả, nuôi cả đến người ăn, thì em thấy là vô lý. Mày là đầu tiên chính thức, mày kêu chị dâu mày lo cho tao. Thôi. Mày đi ở bản. Thôi được rồi. Cắt tiền. Thôi câu chuyện này xin phép. Mày có đề cập. Thôi câu chuyện này xin phép cô chú anh chị và các bạn công trần xin phép được kết thúc cuộc trò chuyện đây. Cuộc trò chuyện này không hồi kết. Dạ, hiện nay thì cái câu chuyện này vô cùng phức tạp. Dạ. Rồi xin chào cô chú anh chị và bạn nha.